Dạ xin kính chào bà con nông dân và các bạn Chào mừng bà con nông dân và các bạn đã quay trở lại với kênh giá lúa gạo mới nhất Đây là nơi bà con nông dân và các bạn có thể tham khảo được giá cả lúa gạo mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước Lời đầu tiên xin chúc cho bà con nông dân và các bạn được nhiều sức khỏe vụ mùa bụi thu chúng mùa được giá Nếu đây là lần đầu tiên đến với kênh xin hãy nhấn vào nút đăng ký màu đỏ bên cạnh Nhấn vào cái chuông chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên Xin cảm ơn bà con Thưa bà con, giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh, khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi ngang. Riêng gạo nguyên liệu và thành phẩm xuất khẩu giảm mạnh, giao dịch lúa sôi động hơn nhiều. Tại An Giang, giá lúa hôm nay tiếp đã đi ngang. Cụ thể, lúa khô được thu mua có giá ổn định gồm nếp vỏ khô 7.000 đồng 1 kg, nếp lông ngang khô 6.400 đồng 1 kg, IR 50404 lúa khô 5.500 đồng 1 kg, nàng nhang khô 11.500 đến 12.000 đồng 1 kg.

Nàng hoa chín giá 6.000 đến 6.100 đồng 1 kg Lúa nhật 7.500 đến 7.600 đồng 1 kg Tại Hậu Giang Giá lúa tươi OEM 18 đang được thương lái cân tại ruộng Với giá 5.300 đến 5.400 đồng 1 kg OEM 5451 từ 5.000 đến 5.150 đồng 1 kg Tại thành phố Cần Thơ Lúa ER 50404 có giá từ 4.400 đến 4.600 đồng 1 kg OEM 5451 từ 4.900 đến 5.300 đồng 1 kg. OEM 380 có giá từ 4.200 đến 4.500 đồng 1 kg. tại thơm 8 có giá từ 5.400 đến 5.600 đồng 1 kg. Theo các thương nhân, từ khi các địa phương trong vùng nới lỏng giãn cách, việc thu mua lúa đã thuận lợi hơn. Thêm vào đó, nhiều doanh nghiệp đã hoạt động trở lại nên giá lúa không còn ở mức thấp như hồi tháng 8 năm 2021.

Riêng giá gạo tại chợ Lẻ An Giang bất ngờ tăng mạnh 1.000 đồng với giá gạo Nhật lên mức 20.000 đồng 1 kg. Các loại khác giữ ổn định gồm gạo thường 10.500 đến 11.500 đồng 1 kg, gạo đàn nhang 20.000 đồng 1 kg, gạo thơm thái hạt dài 17 đến 18.000 đồng 1 kg, gạo hương lài 18.000 đồng 1 kg, gạo trắng thông dụng 15.000 đồng 1 kg, gạo sóc thường 13.500 đến 14.000 đồng 1 kg, sóc thái 18.000 đồng 1 kg, thơm Đài Loan 20.000 đồng 1 kg, gạo giác min 15-16.000 đồng 1 kg, nàng hoa 16.500 đồng 1 kg, cám vàng là 8.000 đồng 1 kg. Đối với gạo xuất khẩu, hôm nay tiếp tục đi ngang, gạo 5% tấm có giá từ 433 đến 437 USD trên 1 tấn. Gạo 25% tấm có giá từ 403 đến 407 USD trên 1 tấn. Gạo 100% tấm ở mức 338 tới 342 USD trên 1 tấn. Gạo giặt có giá từ 583 đến 587 USD trên một tấn. Thưa bà con, sau đây là bản chi tiết và đầy đủ nhất về các loại lúa khác cho bà con tham khảo. Lúa OM 6976 khô 6500 đến 6800 đồng 1 kg. Lúa OM 6976 tươi 5200 đến 5300 đồng 1 kg. Lúa OM 4900 khô 7100 đến 7400 đồng 1 kg. Lúa OM 4900 tươi 6000 đến 6100 đồng 1 kg lô em 18 tươi 5.600 đến 5.800 đồng 1 kg lô em 4218 tươi 5.400 đến 5.600 đồng 1 kg lô em 5451 khô 6.900 đến 7.200 đồng 1 kg lô em 5451 tươi 5.500 đến 5.800 đồng 1 kg lô em 7347 tươi 5.300 đến 5.400 đồng 1 kg lô em 9582 tươi 4.900 đến 5.000 đồng 1 kg

lúa tươi 6.200 đến 6.300 đồng 1 kg. Lúa RVT lúa tươi 6.000 đến 6.100 đồng 1 kg. Lúa RVT lúa khô 6.600 đến 6.800 đồng 1 kg. Lúa ST24 lúa tươi 6.300 đến 6.500 đồng 1 kg. Lúa ST24 lúa khô 8.000 đến 8.100 đồng 1 kg. Lúa đài thơm 8 Lúa thơm Đài Loan lúa tươi 6.500 đến 6.600 đồng 1 kg. Hương Châu 6 lúa tươi 4.800 đến 5.000 đồng 1 kg Lúa Nhật DS1 lúa tươi có giá từ 5.300 đến 5.600 đồng 1 kg Lúa Nhật DS1 lúa khô 7.500 đến 7.700 đồng 1 kg Lúa nàng nhang lúa khô 12.000 đồng 1 kg Nếp vỏ khô An Giang từ 5.800 đến 6.200 đồng 1 kg Nếp vỏ tươi Long An có giá từ 4.800 đến 5.000 đồng 1 kg Nếp vỏ khô Long An có giá từ 6.800 đến 7.000 đồng 1 kg Thưa bà con, bản tin về giá cả lúa gạo hàng ngày của chúng tôi hôm nay đến đây tạm dừng. Bà con xem tin thấy hay thì xin hãy chia sẻ thông tin này đến cho nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn bà con. Sau đây kênh sẽ đưa thông tin về giá cả một số loại thuốc trừ sâu, phân bón cũng như thuốc bảo vệ thực vật cho bà con tham khảo. Bà con nhớ tuân thủ tốt 5K để cùng chính quyền địa phương chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, sớm đưa cuộc sống bà con trở lại bình thường. Xin cảm ơn bà con và hẹn gặp lại vào bản tin lần sau.